Vẹt mèo màu vàng là loài đang trong tình trạng bị đe dọa cao do tình trạng buôn bán động vật quý hiếm đang hoành hành tại Indonesia. Mới đây thì cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông đang cố vận chuyển lại vẹt này bằng một cách không ai ngờ. Nhằm qua mắt lực lượng hải quan, những kẻ buôn bán động vật hoang dã đã nhét những chú vẹt màu vàng vào những chiếc chai nhựa một cách không thường tiếc. Rà soát xung quanh con tàu Tida, nơi phát hiện ra vụ buôn lậu, cảnh sát Indonesia đã giải cứu thành công 21 chú vẹt khác. Đầu tiên, chúng tôi bắt giữ người đàn ông mang một con vẹt màu vàng và một con cát xanh. Sau đó, chúng tôi tìm thấy thêm 21 con khác trên bon tàu. Vẹt màu vàng là loài đang ở trong tình trạng nguy cấp. Người đàn ông này đã bị cảnh sát Indonesia bắt giữ vì tội buôn lậu khi đang cố gắng vận chuyển vẹt màu vàng từ Nam Sulawesi đến Surabaya, thành phố lớn thứ hai tại Indonesia. Theo thông tin trên trang web của IUCN, Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên, vẹt màu vàng là loài đang bị đe dọa và dân số của loài vẹt này đang ngày càng giảm. Một chú vẹt có thể được bán với giá lên đến 1.000 đô la Mỹ. Điều đó cũng có thể giải thích vì sao những tên buôn động vật tìm mọi cách để khai thác loài vẹt này.